Lạy Chúa con chỉ là tạo vật, Chúa thật ia sang giàu, có gì mà dâng Chúa đâu, có gì mà dâng Chúa đâu. Vì trước mặt Chúa thái dương không mọn hèn, dòng sông cả mấy sâu có là mấy đâu. Giữa đời tay không nhỏ bé, biết tìm chỉ dâng tiếng Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến Thiên Chúa, gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Tình Chúa trao máu hồng từ nạn, chưa cạn suối ơn an hòa. Dẫu mà ngàn năm đã qua, dẫu mà ngàn năm đã qua, tình Chúa người sáng ví như khung trời đây. Lòng con nhỏ có chi hơn một thoáng mây, cảm tạ tình thương tuyệt đối, biết tìm chi dâng tiến Ngài. Con xin dâng lên con người nhỏ bé, con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiến Thiên Chúa, gánh tội tình. Tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh. Các
cho em được chăm sóc tốt hơn, cho nên hiện nay khá quân bình. Chúng tôi muốn lấy hết tình thương để từ các em. Hiện nay tôi cũng đã yêu rồi, lớn tuổi rồi. Nhưng nếu bước chân trong vòng của sự thay, tôi cũng muốn phục vụ các em và đất nước. Ước mong của chúng tôi là sao giáo dục của các em có được một nền giáo dục vững chắc và để cho các em có được một cái tính vững chắc. Có được một đức tin vững chắc và một lối sống có nhân bản để hòa nhập với xã hội. Mỗi ngày các em càng ngày càng lớn, cho nên nơi ăn chỗ ở cũng là một nỗi lo lắng bận tâm đối với hàng đầu đối với chúng tôi.